Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Khánh Ly. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của bản tin Nhật ký cuộc sống. Hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 9 năm 2014, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Gần 1.000 người đã được huy động để dập tắt đám cháy rừng lớn gần sân bay Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đạn phốt pho còn sót lại từ thời chiến tranh đã phát nổ trong điều kiện thời tiết hành khô. Nguy cơ tai nạn từ những bồn nước đặt trên các nóc nhà dân và các khu tập thể cũ tại Hà Nội. Xe khách trá hình hoạt động rầm rộ tại thủ đô Hà Nội mà không bị xử lý. Nghi vấn xe vua hay việc bảo kê từ cơ quan chức năng tiếp tục được đặt ra. Tổng thống Mỹ thảo luận với Quốc hội về chiến lược chống tổ chức Hồi giáo IS. Apple ra mắt bộ ba được mong đợi nhất trong năm nay: iPhone 6, iPhone 6 Plus, đồng hồ Apple Watch. Mở đầu là các thông tin trong nước. Ngày hôm nay, mùng 10 tháng 9, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng đã xác định được nguyên nhân vụ cháy rừng Bạch Đàn gần sân bay Đà Nẵng xảy ra vào chiều ngày hôm qua. Lực lượng chức năng phải huy động gần 1.000 người mới dập tắt vụ hỏa hoạn này. Đám cháy lớn bùng phát tại rừng Bạch Đàn thuộc sự quản lý của Trung đoàn Trực thăng 930 tại phường An Khê, quận Thanh Khê vào 15 giờ chiều qua. Do khu vực phát cháy có nhiều lá Bạch Đàn khô nên khi gặp gió to, đám cháy bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng đã điều 8 xe cứu hỏa cùng 60 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc tiếp cận đám cháy. Tại đây, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với hơn 900 chiến sĩ của các đơn vị quân đội, dân quân địa phương dùng xẻng, dựa cùng các xe chữa cháy chuyên nghiệp phun nước khống chế đám cháy. Sau 3 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, vụ hỏa hoạn mới được khống chế. Thống kê sơ bộ, có khoảng 5 hecta rừng Bạch Đàn bị thiêu rụi. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng, do nắng nóng kéo dài nên đạn lân tinh, hay còn gọi là đạn phốt pho còn sót lại từ thời chiến tranh, đã phát nổ, gây cháy cả rừng Bạch Đàn. Cũng là một thông tin đáng chú ý tại Đà Nẵng, người dân sẽ được sơ tán vào các khách sạn kiên cố trên địa bàn trong trường hợp Đà Nẵng gặp bão mạnh từ cấp 12 trở lên. Đây là phương án ứng phó bão vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra ngày hôm nay tại hội nghị triển khai phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng phó với các kịch bản thiên tai. Theo kịch bản, Đà Nẵng sẽ sơ tán hơn 23.000 hộ dân với hơn 93.000 nhân khẩu khi xảy ra bão lớn. Đối với trường hợp bão mạnh từ cấp 12 trở lên, sẽ quyết định trưng dụng các khách sạn để sơ tán dân. Hiện Đà Nẵng đã giao cho ngành xây dựng ra soát tất cả các công trình cao tầng trên địa bàn thành phố, xây dựng phương án chi tiết sơ tán dân. Đến nay đã có gần 500 công trình được đưa vào diện trưng dụng khi có bão lũ lớn xảy ra. Trong đó, đặc biệt đối với các công trình khách sạn thì đây là những công trình kinh tế của nhân dân, nên nếu trưng dụng không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của nhân dân. Do đó, trong trường hợp cụ thể thì chỉ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mới có quyền quyết định trưng dụng khi cần thiết. Trong khi đó, tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, sau những ngày đầu tuần giảm mưa, thì từ chiều tối ngày hôm nay, mưa rông đã diễn ra ở nhiều nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, các tỉnh phía Nam sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng. Đi cùng với đó là chiều cường đạt đỉnh, nên nhiều khu vực vùng trũng thấp sẽ có khả năng bị ngập úng, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Ngày hôm nay mùng 10 tháng 9, một rãnh thấp mới đang hình thành và mạnh dần, tác động đến thời tiết các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh. Mưa sẽ xuất hiện dọc ven biển từ Kiên Giang đến Cà Mau, sau đó lan ra toàn Nam Bộ và Tây Nguyên. Các tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh là những điểm có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Đặc biệt với các tỉnh miền Nam, hiện mực nước vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đang lên theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch. Dự báo đỉnh chiều cao nhất sẽ xuất hiện trong ngày mai tại trạm Phú An, sông Sài Gòn và Nhà Bè, kênh Đồng Điền lên mức 1,45 và 1,48m, thấp hơn báo động 3 từ 0,02 đến 0,05m. Thời gian mưa lớn và chiều cường đạt đỉnh từ 16 giờ đến 18 giờ, đúng giờ tan tầm, nên người dân cần có kế hoạch hợp lý, tránh đi vào những khu vực trũng thấp rất dễ bị úng ngập. Sẽ có 23 triệu trẻ em được tiêm vaccine sởi rubella. Đây là mục tiêu được Bộ Y tế đặt ra trong chiến dịch tiêm miễn phí vaccine sởi và rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi trên cả nước, từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015. Theo Bộ Y tế, đây là đợt tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Nguồn vaccine được sử dụng cho chiến dịch tiêm chủng sởi và rubella lần này do Tổ chức Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi, tổ chức UNICEF viện trợ với kinh phí trên 36 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, loại vaccine sởi rubella đưa vào tiêm chủng trong chiến dịch được sản xuất ở Ấn Độ đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO kiểm định và thử nghiệm lâm sàng và được sử dụng ở 39 quốc gia trên thế giới cho kết quả an toàn. Cùng với đó, Viện Kiểm định Vaccine và Sinh phẩm Bộ Y tế cũng đã kiểm định chất lượng của trên 5 triệu liều vaccine. Kết quả cho thấy gần 5% trẻ có phản ứng nhẹ là sưng đau tại chỗ và gần 2% sốt phát ban sau tiêm. Đáng chú ý không có phản ứng nghiêm trọng xảy ra. Như vậy, có thể thấy loại vaccine này đảm bảo an toàn. Đây là chiến dịch tiêm miễn phí vaccine sởi và rubella lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết sẽ không thực hiện việc tiêm chủng một cách ồ ạt, mà chỉ nơi nào, địa phương nào chuẩn bị tốt, đầy đủ các điều kiện cần thiết thì mới được tổ chức tiêm chủng. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng miễn phí vaccine sởi rubella lần này nhằm mục đích giảm nguồn lây trong cộng đồng, đẩy nhanh thời gian loại trừ bệnh sởi và rubella tại Việt Nam. Việc tiêm chủng đầy đủ vaccine sởi rubella có thể giúp đáp ứng miễn dịch với bệnh lên đến 90% và kéo dài suốt cuộc đời. Gần đây, những người dân ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vô cùng bức xúc vì hành vi xả thải của công ty Tuấn Cường Plastic. Điều đáng nói là doanh nghiệp này mặc dù bị xử phạt nhiều lần vì hành vi xả thải nước bẩn ra môi trường nhưng mà vẫn tiếp tục tái phạm. Người dân hết đắp đê chống xả thải còn phải cắt cử nhau theo dõi quanh công ty để ngăn doanh nghiệp này xả nước thải độc hại ra môi trường. Có lẽ hiếm thấy ở đâu lại có tờ quyết định xử phạt trông lạ lùng như thế này. Tờ quyết định có thể coi là đã hội tụ các yếu tố chuẩn mực về văn bản của các cơ quan chức năng. Nó được những người dân xã Minh Hải phóng to và dựng ngay cạnh cống xả thải của công ty Tuấn Cường Plastic. Hành động này dường như đã nói được những gì đang diễn ra ở khu vực này. Cơ quan chức năng cứ đình chỉ và có thể phạt thì cứ phạt, còn doanh nghiệp xả cứ xả. Tôi là tự làm rồi. Đấy. Thì cứ làm vào là người ta lại phá. Đấy. Bắt được cả giám đốc đi đổ trộm, rồi bắt được cả Trung Quốc đi đổ trộm. Mà quay đến giờ phút này là người ta vẫn cứ làm bình thản, chả có gì cả. Người dân ở Minh Hải bức xúc. Mệt mỏi. Thất vọng. Không chờ đợi được sự vào cuộc vẫn được hô hào là quyết liệt của các cơ quan chức năng. Họ đành tự đối phó. Con đê bất đắc dĩ này được những người dân địa phương tự đắp lên. Nó có tác dụng ngăn dòng nước thải từ nhà máy của công ty Tuấn Cường sang hệ thống kênh mương sinh hoạt tưới tiêu trong địa bàn. Công khi mà đắp nhá, bản thân ông Nguyễn Xuân Bằng á, tự tay ông ấy làm giám đốc, ông ấy lại ra bới ra. Nên làng ao bắt được lại mang vào trong đình làng ao. Nhưng mà cũng không làm gì. Gọi công an đến thì giải quyết thì cũng thôi, em về. Bây giờ chúng tôi, đời chúng tôi chết đã vậy, nhưng mà đời con, đời cháu chúng tôi nó còn duy trì mãi. Nước cái gà, lấy gà của tôi chết, tôi vút vào câu chuối, tôi không tin, cứ ra bới ra xẹp, tôi thúc bới chứ không phải ai bới xẹp. Công ty Tuấn Cường Plastic là đơn vị đăng ký ngành nghề sản xuất chính là làm túi ni lông, túi diêu thị từ các nguyên liệu sạch nhập khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp này lại chủ yếu nhập rác thải, phế liệu để tái chế. Tuấn Cường Plastic từng bị cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên phạt 2 lần, có lần lên đến 220 triệu đồng vì hành vi gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại, doanh nghiệp này đang bị đình chỉ hoạt động xả thải. Ông Nguyễn Xuân Bằng, giám đốc của công ty Tuấn Cường cũng khẳng định doanh nghiệp hiện đang tạm ngừng hoạt động và đã xây dựng hệ thống xử lý xả thải. Tuy nhiên, thực tế bên trong nhà máy có vẻ lại không đúng như cái được gọi là đình chỉ. Không, cái đấy là từ đến 2 tháng nay rồi vẫn như thế. Đây, ngay cái chính quyền ở đây nó đấy xử lý cái đấy, là dân vi phạm thì lại không xử lý. Nhưng mà doanh nghiệp vi phạm đã xử lý rồi. Cái đấy dân cũng vi phạm. Về mặt môi trường, nếu mà công ty đấy khi đã các cơ quan chức năng nó kiểm tra thì sai đến đâu, người ta xử lý doanh nghiệp đến đó. Mà người ta đã xử lý rồi. Mà chúng tôi đã chấp hành những cái quy định xử lý đấy rồi. Đúng không? Cái thực tế thì các anh các chị đi biết đấy, thực tế là chúng tôi có xả cái gì ra ngoài. Tất cả cống đầu cống đổ bê tông hết. Đúng không? Quay vòng sản xuất thì làm gì có lý do gì để mà khiếu kiện. Đấy là những cái thông tin không chính xác. Để tìm hiểu rõ hơn tác động của hoạt động xả thải của công ty Tuấn Cường Plastic đến địa phương, phóng viên đã liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Hải, ông Nguyễn Trọng Hỷ. Sau khi báo bận và hẹn với phóng viên về địa phương
để lãnh đạo khác cung cấp thông tin. Ông này đã liên tục tắt máy. Và kỳ lạ là cả bộ máy chính quyền của địa phương này dường như cũng tạm ngừng hoạt động dù vẫn đang trong giờ hành chính. Những bức xúc của người dân vẫn chưa có dấu hiệu tạm lắng. Sau những án phạt của cơ quan chức năng, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục xả thải. Không biết đến bao giờ người dân mới hết điêu đứng vì thái độ coi thường pháp luật cũng như sức khỏe và tài sản của người dân. Vâng, thưa quý vị, để làm rõ những tác động của hoạt động xả thải của công ty Tuấn Cường Plastic và biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng, phóng viên của VTC14 đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên. Diễn biến tiếp theo của vụ việc này và biện pháp xử lý của cơ quan chức năng sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong bản tin Nhật ký cuộc sống tối ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Liên quan đến sự cố đặc biệt nghiêm trọng tại quán karaoke Queen Club khiến 6 người tử vong, 6 người bị hôn mê sâu tại huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, trao đổi với VTC14 vào chiều ngày hôm nay mùng 10 tháng 9, bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết hiện có 2 bệnh nhân phải chuyển về nhà do được tiên lượng không thể qua khỏi. Theo bác sĩ Mạnh, trường hợp Nguyễn Văn Kỳ, 23 tuổi, rất nguy kịch, chết não, hôn mê sâu, được gia đình xin đưa về nhà riêng vào chiều ngày hôm qua. Đến sáng nay, anh Kỳ đã tử vong. Ngoài ra vào trưa nay, nạn nhân Phạm Việt Trung, 21 tuổi, cũng được gia đình xin đưa về nhà. Anh Trung rơi vào tình trạng hôn mê sâu, đồng tử đã giãn. Sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu xấu đi và được chẩn đoán là khó qua khỏi. 4 trường hợp còn lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy vẫn đang được các bác sĩ theo dõi điều trị tích cực. Sự việc xảy ra vào tối mùng 7 tháng 9 tại quán karaoke Queen Club, xã Quảng Trình, huyện Hải Hà. Do sử dụng máy phát điện trong phòng kín, nhóm thanh niên này bị ngạt khí. 6 người tử vong tại chỗ và 6 người khác hôn mê sâu, bao gồm cả nhân viên và khách đến quán. Vào trưa nay mùng 10 tháng 9, giàn giáo của công trình xây dựng văn phòng giao dịch, nhà khách lưu trú, Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã bất ngờ đổ sập từ tầng cao xuống ngách 452/2 đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhiều tài sản của nhà dân xung quanh bị hư hỏng. Tại hiện trường, nhiều thanh sắt của giàn giáo bị gãy đổ ngổn ngang. Nhiều đồng hồ công tơ điện cùng một chiếc điều hòa của nhà dân lân cận bị khung giàn giáo đổ xuống gây hư hỏng nặng. Đường dây điện trong xóm bị cuốn đứt, nhiều hộ dân trong khu vực bị mất điện. Thời điểm xảy ra tai nạn vào giữa trưa, công nhân đang nghỉ làm nên không có ai bị thương. Công an có mặt để phong tỏa hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn. Đến 14 giờ chiều nay, công nhân ở công trình đã dọn dẹp hiện trường. Nhiều người dân cho biết, giàn giáo trên được lắp đặt ở tầng 11 của công trình xây dựng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 36 thi công. Theo quan sát, tầng này hiện đang được thi công có độ cao khoảng gần hơn 30 mét so với mặt đất. Hiểm họa từ trên trời rơi xuống có lẽ không còn xa lạ với người dân thủ đô. Gần như tất cả các nóc khu chung cư cũ hay là trên mái nhà của các hộ gia đình ở Hà Nội đều đang bị chồng chất các loại bồn chứa nước với dung tích trung bình là từ 500 đến 2.000 lít. Điều đáng nói là từ trước đến nay, người dân cũng khá chủ quan với việc tự mua rồi tự lắp đặt mà không tuân theo bất kỳ quy chuẩn nào. Qua thời gian, các bồn chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn khi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Ông Dương Văn Trung, trú tại số 43BT4, khu đô thị mới Cầu Biêu, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến bồn chứa nước trên nóc bất ngờ sụp xuống mái nhà. Hậu quả có lẽ đã trở nên nghiêm trọng hơn nếu chiếc bồn 1.500 lít kia rơi xuống các hộ dân xung quanh. Tôi nhớ rằng cái tối hôm ấy là không có thời tiết rất tốt, không có mưa gió gì cả. Nhưng mà cái bồn này là tôi mới mua được 1 năm 2 tháng. Khi bán thì họ nói là bảo hành 10 năm. Thì coi là do cái chất lượng coi là chân bồn nó kém, tức là không đỡ được cái bồn. Bồn coi là lộn ngược vào phía trong nhà. Chứ nếu nó rơi về phía sau mà nếu có người qua lại thì cái đó là không thể tránh khỏi. Chỉ riêng tại khu vực nội thành Hà Nội đang có hàng vạn bồn chứa nước được lắp trên nóc các khu tập thể cũ. Chúng được lắp đặt một cách vô tội vạ, đủ mọi tư thế, với muôn kiểu gia cố thêm chân đế. Người dân sinh sống dưới chân những khu tập thể này ví chúng như những quả bom nước. Kiểu làm ra gã mà này, có bốn cái chân của cái sắt nó để vào đấy, xong rồi gió bão nó đổ cái thì có phải là cái người đang đi lại ảnh hưởng giao thông người ta mà lại vừa đổ lại làm cho người ta chết người ta. Tất nhiên là ai cũng lo.
Còn cái lo mà để giải quyết được cho dân thì là cái điều tốt thôi. Còn... đã có trường hợp người bị thương, đặc biệt là người bị chết do bị các bồn chứa nước rơi từ phía trên cao xuống. Và nguy cơ này thì rất là rõ ràng. Tuy nhiên hiện nay Việt Nam vẫn chưa có một quy định, quy chuẩn nào để việc xây dựng các bồn chứa nước ở trên cao một cách an toàn. Theo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, hiện chưa có quy định nào về vị trí lắp đặt các bồn nước ở khu dân cư. Chúng chủ yếu được lắp đặt theo kiểu mạnh ai nấy làm, gia tăng bằng hàn thêm sắt, đổ bê tông. Nhiều trường hợp đua bồn ra phía ngoài khiến người dân sinh sống ở phía dưới hết sức sợ hãi. Theo tôi là này, nhà nước phải có một cái tiêu chuẩn, chứ không thể sản xuất kiểu bát nháo được. Vì cái khung mà chịu để đỡ cái bồn ấy, là nó phải có chất thép. Tôi nôm na có thể nói nó là CT5, chứ không thể làm bằng cái sắt gia công được, mỏng mảnh, coi là khi gãy coi là sụn hết mối hàn, thậm chí cái chỗ không hàn cũng gãy nát. Thế thì vậy cái chất lượng sắt nó quá kém, và nên có một cái tiêu chuẩn thì nó mới có độ an toàn. Nhắc lại vụ bồn chứa nước rơi ở Vĩnh Phúc như kiểu một cái chết từ trên trời rơi xuống. Tại cuộc họp về đường bay thẳng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh qua không phận Lào và Campuchia diễn ra vào sáng ngày hôm nay, mùng 10 tháng 9, Cục Hàng không đã báo cáo kết quả bay thử nghiệm đường bay vàng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tỏ ý băn khoăn khi kết quả đường bay đang được kỳ vọng này chỉ tiết kiệm được 5 phút bay. Sau khi nghe báo cáo kết quả bay thử nghiệm đường bay vàng của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tỏ ý băn khoăn khi đường bay đang được kỳ vọng lớn lại chỉ tiết kiệm 5 phút bay và 95 kg dầu. Trả lời cho vấn đề này, đại diện Cục Hàng không Việt Nam khẳng định kết quả này đã được các chuyên gia Nhật Bản đánh giá là đáng tin cậy. Tuy nhiên, vấn đề là khi triển khai đường bay thẳng cần đàm phán với phía bạn để đưa lên mức bay tối ưu và giảm mức phí quá cảnh không lưu đang được cho là quá cao. Phía Lào hiện mới đồng ý cho Việt Nam sử dụng giải độ cao từ mực bay từ 7.300m đến 8.550m sẽ không tiết kiệm nhiên liệu. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Bộ Giao thông mới nghiên cứu thử nghiệm đường bay thẳng qua không phận Lào, Campuchia, mà việc làm này đã được thực hiện rồi và đã có hiệu quả như đường bay Hà Nội, Phú Quốc. Thêm vào nữa, hàng năm, Việt Nam vẫn phải bay sang phía Tây hơn 100 chuyến bay do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Do đó, có đường bay thẳng sẽ rất tốt. Với quyết tâm thực hiện đường bay vàng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan trong tháng 10 phải có kết quả cuối cùng của việc thiết lập đường bay thẳng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó sẽ làm việc với Bộ trưởng Giao thông Vận tải của Lào và Campuchia và sẽ báo cáo chính phủ nếu vượt thẩm quyền. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu nhiều đường bay vàng nữa, trong đó có đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân. Cùng với đường bay vàng thì xe khách đang là đề tài được rất nhiều người quan tâm. Đôi lốt các xe du lịch, xe hợp đồng, những chiếc xe khách loại lớn vẫn ngày ngày đi vào trong nội đô để đón trả khách một cách vô tội vạ ngay trên các tuyến phố lớn. Thực trạng này đã diễn ra gần chục năm nay tại Hà Nội nhưng không hề được xử lý. Điều đó khiến cho dư luận không thể không đặt ra câu hỏi. Vì sao những chiếc xe khách trá hình này lại có thể ngang nhiên hoạt động và qua mắt các lực lượng chức năng một cách dễ dàng như vậy? Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, có thể đặt một chỗ trước trên các chuyến xe đi Quảng Bình, Huế, Hội An hay Đà Nẵng. Điều đáng nói, dù không phải là xe chạy tuyến cố định, nhưng vẫn có vé xuất cho hành khách. Alo? Alo, anh ơi, cho em hỏi là nhà xe của mình có xe Hà Nội Huế đúng không ạ? Dạ vâng. Anh ơi, thế giờ xuất phát với lại điểm đón khách ở đâu anh ạ? Ở 287 Lê Trân ạ. Mấy giờ ạ? 6 giờ tối đây ạ. 6 giờ tối mấy giờ anh có chuyến mấy chuyến ạ? 7 giờ tối ạ. Em bảo này bên mình có vé không? Tại vì em cần vé để thanh toán cho cơ quan ấy. Có vé chứ. Nhưng mà của mình là tuyến chạy cố định hay là hợp đồng anh? Mình chạy hợp đồng. Chạy hợp đồng nhưng vẫn có vé gì ạ? Mình có vé mình sẽ xuất vé của riêng của công ty chứ. Ai cần mình mới xuất chứ. Như đã hẹn, 6 giờ tối, một chiếc xe giường nằm xuất hiện trước số nhà 287 đường Trần Khát Trân để đón khách. Cách đó chừng vài trăm mét, chiếc xe 16 chỗ có thương hiệu Camel Travel cũng đang vội xếp hàng và xếp khách lên xe. Điểm chung giữa những chiếc xe này là đều mang danh xe du lịch hay xe chạy hợp đồng, nhưng thực chất là xe chở khách chui. Đầu giờ sáng,
hoạt động chở khách diễn ra rất tấp nập trên tuyến đường Trần Khắc Trân. Cánh lái taxi, xe ôm đã có thêm một điểm đợi đón và chèo kéo khách. Những chiếc xe được gắn phù hiệu xe hợp đồng, nhưng thực chất không hề có hợp đồng nào giữa hành khách và nhà xe. Anh đi theo hợp đồng chính thức là xe du lịch hay là xe hợp đồng, hay là mình cứ đặt vé là mình đi thôi? Mình đặt vé rồi đi. Không phải là khách du lịch, khách du lịch ở trên 549 kìa. Thế ở đây thì là như nào chú? Đây là thuê văn phòng, đây thì là xe ra vào thường xuyên hàng ngày luôn. Những xe khách trá hình của các công ty du lịch này hoạt động công khai ngang nhiên gần 7 năm nay. Tuy nhiên, điều mà ai ai cũng nhìn thấy và diễn ra hàng ngày thì đơn vị chức năng lại khẳng định là không có. Và cho đến giờ phút này thì tất cả các cái xe ở trên cái tuyến Trần Khắc Trân thì đã được lực lượng thanh tra giao thông cùng phối hợp với chính quyền và công an địa phương đã dẹp bỏ. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là trên đường Khắc Trân đã trở lại hoạt động bình thường và không còn những cái xe núp dưới danh nghĩa xe hợp đồng để chở khách theo tuyến cố định. Xe của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải khách theo đúng quy định thì phải chịu chi phối của nhiều yếu tố như giờ giấc, lộ trình luồng tuyến, thuế, tiền bến bãi và các loại phí. Nhưng nếu hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng, xe du lịch thì không phải chịu những khoản nêu trên. Có lẽ đó là lý do vì sao mà xe khách trá hình xuất hiện ngày càng nhiều. Và 7 năm qua, những chiếc xe dù không bé như lỗ kim nhưng vẫn có thể dễ dàng qua mặt được lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông. Điều khiến dư luận quan tâm là nếu không có được hậu thuẫn thì loại xe này có thể tồn tại và hoạt động ngang nhiên được như vậy hay không? Chuyển sang phần tin quốc tế, trong thời gian vừa qua, thế giới đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức Hồi giáo IS. Có thể thấy sự lớn mạnh của nhóm IS đang cho thế giới thấy sự lan rộng của vòi bạch tuộc của chủ nghĩa khủng bố. Quan ngại trước vấn đề này, các nước trên thế giới đang nhanh chóng đưa ra các giải pháp để tìm cách đối phó và đẩy lùi nhóm Hồi giáo IS. Và vào sáng sớm ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã họp kín với lãnh đạo hai viện của Quốc hội để thảo luận chiến lược chống lại tổ chức Hồi giáo IS tại Iraq và Syria trước khi ông có bài phát biểu quan trọng về vấn đề này vào tối ngày hôm sau. Tại cuộc gặp, Tổng thống Obama tuyên bố với bốn lãnh đạo Quốc hội Mỹ rằng ông có quyền thực thi hành động quân sự chống lại lực lượng phiến quân Hồi giáo IS. Theo ông Obama, nước Mỹ sẽ mạnh hơn và các nỗ lực của Washington sẽ hiệu quả hơn khi Tổng thống và Quốc hội hợp tác với nhau để chống lại mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của tổ chức Hồi giáo. Thượng nghị sĩ Mark Cornell cho rằng Tổng thống Obama nên tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội đối với bất kỳ hành động nào mà ông quyết định thực hiện. Cũng liên quan đến việc chống lại tổ chức Hồi giáo, mới đây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, thành lập một liên minh quốc tế để đối phó với nhóm Hồi giáo IS tự xưng ở Trung Đông. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hoài nghi về đề xuất này và khẳng định liên minh được thành lập trên cơ sở lợi ích của một nhóm nước sẽ không thể thành công. Thưa quý vị, ngay khi thế giới vẫn còn đang loay hoay đưa ra những biện pháp để đối phó với lực lượng Hồi giáo IS, thì nhóm này vẫn đang hoành hành, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân. Điển hình là mới đây, nhóm Hồi giáo cực đoan này đã cảnh báo chúng sẽ mang chiến tranh sang thế giới thực nhằm đáp trả việc mạng Twitter chấn áp các nỗ lực PR hình ảnh của nhóm khủng bố. Do đó, việc đẩy lùi nhóm tổ chức Hồi giáo không chỉ là một công việc nặng nề của chính phủ mới ở Iraq, mà còn là của các nước trên thế giới. Vâng, rõ ràng chủ nghĩa khủng bố vẫn luôn là mối lo ngại của thế giới nói chung và người dân Mỹ nói riêng. Nếu như Tổng thống Mỹ Barack Obama đang rút ráo tìm kiếm các biện pháp để đối phó với nhóm IS, thì với người dân Mỹ, khi mà sự kiện 11 tháng 9 đang cận kề, sự khiếp đảm các nhóm khủng bố, trong đó điển hình ở đây là nhóm khủng bố Al-Qaeda, lại trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Address 428 là một nghị quyết nhằm công bố 28 trang kết quả điều tra chung đối với các hoạt động tình báo trước và sau là tấn công khủng bố 11 tháng 9. Các trang tài liệu này được Tổng thống George Bush xếp vào hạng mật. Và đến nay, thì chính quyền của Tổng thống Obama vẫn từ chối giải mật thông tin về sự can dự của các chính phủ nước ngoài trong các vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, bất chấp lời kêu gọi và nỗ lực của các nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Nghị quyết Address 428 cho rằng việc giải mật tài liệu này là cần thiết nhằm cung cấp cho công chúng Mỹ toàn bộ sự thật quanh sự kiện bi thảm ngày 11 tháng 9 năm 2001, đặc biệt là về vai trò của các chính phủ ngoại quốc.
Tuy nhiên, theo một nghị sĩ Mỹ, hiện mới chỉ có một nhóm nhỏ các nghị sĩ, khoảng 12 người, đã đọc bản báo cáo nói trên. Và những người này đang nỗ lực để có thêm nhiều nghị sĩ nữa, đọc tài liệu và rồi thông qua việc cho phép giải mật. Theo các nghị sĩ, việc minh bạch hóa sẽ giúp mọi người hiểu các quyết định của Mỹ về chính sách chống khủng bố. Và điều này cũng sẽ gửi một thông điệp tới những kẻ tài trợ khủng bố, rằng họ sẽ tự chuốc hậu quả từ hành động của chính mình. Có thể nói, cuộc không kích của Mỹ tại Iraq, tình hình bất ổn ở Syria và hai vụ chặt đầu nhà báo James Foley cùng Stephen Sotloff đang trở thành nỗi ám ảnh lớn hơn bao giờ hết đối với người dân New York khi ngày 11 tháng 9 lại cận kề. Ngày 11 tháng 9 năm nay sẽ là ngày kỷ niệm lần thứ 13 vụ tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới WTC. Tại quận Manhattan, thành phố New York và Lầu Năm Góc làm ít nhất 3.000 người đến từ 90 quốc gia thiệt mạng năm 2001. Để đảm bảo an ninh, ngày hôm qua Tổng thống Barack Obama đã có cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao, ra soát các mối đe dọa khủng bố, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác giám sát an ninh trong những ngày này tại các điểm công cộng, thành phố lớn trên phạm vi cả nước. Ở ngoài nước, nhân viên tình báo Mỹ trên toàn cầu được lệnh thường xuyên thông tin về trong nước và tăng cường giám sát diễn biến trên thế giới, đặc biệt tại các điểm nóng như dải Gaza hay khu vực Trung Đông. Bất chấp lệnh ngừng bắn đã được thiết lập tại Ukraine, tình hình tại đây vẫn chưa có nhiều cải thiện. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng như là người dân Ukraine đều đang hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ sớm được triển khai. Tại một trung tâm hỗ trợ trẻ em bị bệnh bại não ở đông Ukraine, người ta đang dọn dẹp các đống đổ nát do một trận bắn đạn pháo gây ra vào đêm hôm trước. Các quan chức cho biết lệnh ngừng bắn giữa các lực lượng chính phủ và phe ly khai thân Nga vẫn đang dậm chân tại chỗ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã đến lúc nó phải bước sang một giai đoạn mới. Hiệp ước được ký kết ở Minsk chính là bước chuẩn bị cho những bước đi này. Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm diễn ra. Trong khi EU còn đang cân nhắc việc thực hiện các lệnh trừng phạt Nga, thì Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã yêu cầu Nga phải hành động. Tôi nghĩ Nga phải đóng vai trò trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn này. Một phần là do tất cả các vũ khí và máy bay chiến đấu của Nga trên lãnh thổ Ukraine đều phải rút đi theo thỏa thuận với Ukraine. Cộng đồng quốc tế sẽ theo dõi quá trình này. Lệnh ngừng bắn ở Ukraine là một phần của một kế hoạch hòa bình nhằm mục đích kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài 5 tháng và khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến nay, số ca tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay đã lên tới 2.296 người, tăng đột biến thêm gần 200 người chỉ trong một ngày. Và nghiêm trọng hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Liberia đã tuyên bố nước này đang đối mặt với đe dọa nghiêm trọng đối với sự tồn vong của đất nước trong lúc virus Ebola đang lan nhanh như cháy rừng. Với sự lây lan dịch bệnh chóng mặt, các đội chôn cất bệnh nhân Ebola đang làm việc gần như hết công suất với những nguy hiểm rình rập, song tiền công của những nhân viên này nhận lại vô cùng ít ỏi. Mặc dù làm công việc vô cùng nguy hiểm, song các thành viên trong đội chôn cất chỉ có thể nhận được $100 một tháng. Vì phải làm trong môi trường nguy hiểm nhất, nên việc các nhân viên này luôn bị cộng đồng kỳ thị cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những nhân viên làm trong đội chôn cất đang ngăn chặn sự phát triển của dịch bệnh, đồng thời giúp khử trùng môi trường. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, Liberia sắp phải chứng kiến số ca bệnh Ebola tăng vọt với hàng nghìn trường hợp mắc mới trong 3 tuần tới. Bất chấp cảnh báo của WHO, vừa qua chính phủ Liberia cho biết đã dỡ bỏ lệnh kiểm dịch tại một điểm nóng Ebola gần sân bay quốc tế của nước này và giảm thời gian giới nghiêm ban đêm xuống còn 2 giờ. Trước tình trạng này, Mỹ cho biết nước này sẽ giúp Liên minh châu Phi huy động 100 nhân viên y tế châu Phi và góp $10 triệu vào các quỹ để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh. Thông báo này được đưa ra khi nhân viên cứu trợ thứ tư của Mỹ bị nhiễm virus chết người đã được chuyển đến một bệnh viện ở Atlanta để điều trị. Sáng sáng nay theo giờ Việt Nam, trong sự kiện công nghệ đình đám diễn ra tại trung tâm hội nghị Flint, California, Mỹ, Apple đã không phụ lòng mong đợi của tín đồ của táo cắn dở khi trình làng bộ đôi điện thoại thông minh iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Tuy nhiên, đối với những tín đồ thời trang thì điều khiến họ phải trầm trồ tại sự kiện này lại là món phụ kiện Apple Watch. Mang tên Apple Watch thay vì iWatch như những đồn đoán trước đó, món phụ kiện này đang khiến cả thế giới phải xôn xao vì sự hoàn hảo của nó. Giống như iPhone 6, Apple Watch sở hữu thiết kế chữ nhật thay vì hình vuông với các góc cạnh được bo tròn khá đẹp mắt,
kèm theo đó là màn hình Sapphire và tính năng cảm biến cường lực. Bên cạnh đó, tuy sở hữu màn hình cảm ứng nhưng cần điều chỉnh mới là công cụ điều khiển tiện lợi của Apple Watch. Cần điều khiển này giúp người dùng tương tác dễ hơn với sản phẩm có màn hình nhỏ như đồng hồ. Ngoài những tính năng giống như mọi đồng hồ thông minh khác trên thị trường là hiển thị cuộc gọi, tin nhắn và lịch, thì Apple Watch còn có thêm các ứng dụng như trên iPhone. Nhưng những tính năng ưu việt nhất của phụ kiện này vẫn là chụp ảnh, định vị điểm đến và hai ứng dụng về sức khỏe mang tên Fitness và Workout. Theo các nhà sản xuất, hai ứng dụng sức khỏe sẽ giúp người dùng có động lực để tập luyện và giữ gìn sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, món phụ kiện này còn có thể được sử dụng với nhiều tính năng khác nhau, từ điều khiển Apple TV cho tới trở thành ống ngắm cho iPhone. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.